Vào trong cộng đồng đứng quay ra nó mới thẳng. Đứng đây quay nó ngang đẹp. Ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo, như chúng tôi đã thông báo từ đầu chương trình, là các đoàn sẽ vào dâng lễ theo thứ tự. Thứ nhất là lễ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hữu Thượng. Thứ hai, lễ của cấp ủy và nhân dân xóm Già. Thứ ba là xóm Gò Chè. Thứ tư là đến xóm Thông. Thứ năm là xóm Đảng. Thứ sáu là xóm Hóc. Thứ bảy là xóm Sộ. Thứ tám là xóm Tậy. Thứ chín là xóm Bổ. Thứ mười là xóm Trám. Và thứ 11 là xóm Hữu Trung. Như vậy là 11 đốc lễ sẽ được dâng vào đèn. Và sau khi dâng lễ vào đèn xong thì các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân xa gần, chúng ta ổn định vị trí để chương trình buổi lễ được chính thức bắt đầu. Thầy không gọi em. Ổn định cho ban nghe đi. Ổn định cho ban nghe chào mừng đi. Thank you.
Xin được nồng nhiệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân về sự lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền rắn sao Hữu Thượng. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta hãy đến với chương trình văn nghệ chào mừng. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với màn hát múa được mang tên Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Minh, cho các cụ hội người cao tuổi sau Hữu Thượng biểu diễn. Xin trân trọng kính mời.